Ok, chào bạn. Thì nay giới thiệu các bạn con chạm kho hàn này các bạn nhé. Chạm này thì nó hơi to, cái hộp của nó hơi to nên mình không có để lên trên mặt bàn được. Đó, đây là vừa bóc hộp xong, chưa có test lần nào cả. Đây, này mua hàng từ Trung Quốc là rất hay có cái đầu như này, về Việt Nam không, một là chúng ta phải cưa cái tiếp địa đi, hai là chúng ta phải mua cái đầu chuyển. Để chuyển thì mới cắm được ở cái chuẩn của Việt Nam này. Đó. Con này thì giá của nó mình thấy là ok. Rẻ ạ. Trong mấy cái ngày siêu sale mùng 7 tháng 7 này. Là nó giảm còn có 1 triệu 7. Full bộ luôn các bạn nhé. Đây để cho các bạn xem phụ kiện nó có những cái gì. À cái này là bằng nhựa đúc các bạn ạ. Không biết có phải nhựa chịu nhiệt không. Nhựa nhé các bạn nhé. Đây là cái giá đỡ tay hàn. Đó. Cái này là cái đầu mà kho này. Và một cái được tặng thèm được tặng thêm cho chúng ta một cái cảm biến hàn với cái cảm biến kho nha các bạn nhé. Đây là sensor ấy. Đây. Đó. Đây là cái sensor kho. Đây các bạn ơi. Ôi, dây của nó, dây máy sò nó rất là to nhỉ. Đầu cảm biến đấy. Đây này. Và đây là cái sensor hàn này. Cái sensor hàn chắc là cái loại 60W này. Ok. Cho gần camera lại và cho các bạn xem chi tiết từng cái một nhá. Thì cái tay hàn này thì chắc là thôi các bạn nhá. Tay hàn chắc là thôi. Cái tay hàn và cái tay khó chắc là thôi. Bởi vì các bạn nhìn thấy hết cái nội thất của nó rồi. Đây này. Đấy. Mấy hôm nay thì thực ra đang quay bận dự án cho kênh nước ngoài nên là hơi bận các bạn ạ. Đây là mình làm tranh thủ. Đấy. Thì cái con chạm kho hàn Mustun này nó đang được giảm giá còn có 1.7 triệu trên Banggood này. Mấy ngày hôm nay nó có cái chương trình là siêu sale mùng 7 tháng 7 này. Nó diễn ra từ 5 giờ chiều ngày 7 tháng 7, tức là ngày hôm nay này. Hiện tại mình quay cái video này nó là 2 giờ chiều. Thì nó diễn ra từ 5 giờ chiều ngày hôm nay. Thì các bạn xem được cái video này từ lúc 8 giờ tối. Thì là lúc đấy nó đang diễn ra rồi. Thì trong cái khoảng thời gian từ chiều ngày 7 tháng 7 đến hết ngày 10 tháng 7 ấy. Ở trên Banggood là người ta giảm giá 50%. Toàn bộ tất cả mặt hàng. Thế anh em trước kia anh em thấy những cái món gì mà nó đắt mà anh em bồ kết ấy, mà anh em chưa mua được, có thể là nhân cái dịp này anh em vào săn nhá. Các cái liên kết ưu đãi giảm giá là mình sẽ để trong phần mô tả cũng như phần bình luận. Đây là cái vỏ sắt của nó đây. Thực ra là cái vỏ này nhá, người ta sơn bằng cái gì đó nó rất là mịn, nó rất là sướng luôn các bạn ạ. Đấy. Thì cái này nó là cái loại chạm kho hàn có cái quạt thổi ở trong cái thân kho. Trong cái thân kho. Bây giờ đa phần đây cho các bạn xem. Đa phần là cái chạm kho hàn cái quạt nó tích hợp luôn ở trên cái tay kho này. Đó, còn cái đời đầu, cái đời ngày xưa mình nhớ không nhầm là ngày xưa cũng là các cái buồng tạo khí này là nó ở trong cái thân này. Đó. Thế nên các bạn nhìn thấy cái dây của nó rất là khác nhau luôn. Đây là cái dây dẫn cả điện cả khí. Còn cái đây là cái dây là chỉ dẫn điện không thôi, nhưng nó bé hơn rất là nhiều. Đấy. Thì đi sâu hơn về cái con này các bạn xem. Xem nó đắt được cái gì. Mình trước tiên là mình thấy cái này nội thất của nó hơi đơn sơ một chút. Xem đắt ở phần gì các bạn nhé. Anh em mua cái con này về không nên tháo ra nhá. Anh em tháo ra là sẽ mất bảo hành. Banggood người ta sẽ không bảo hành cho cái trường hợp mà các bạn đã tháo ra. Cái vấn đề bảo hành ở trên Banggood là mình chỉ ghét cái là mất thời gian thôi. Nó rất là lâu.
cũng phải thôi, vận chuyển từ Thâm Quyến, Quảng Châu, Thượng Hải các thứ về Việt Nam thì nó lâu là đúng rồi, nhưng mà bù lại cái cơ chế bảo hành của người ta rất tốt. Đây, đầu tiên là cái bộ nguồn 12V các bạn ạ, 12V. Thì cái bộ nguồn này nhìn cái chất lượng ban đầu nó nhìn rất là tốt nhá, rất là tốt, rất ưng ý luôn nhá. Đấy, bộ nguồn này nhìn rất tốt. Nó chạy còn 6559 này. Đó, chất lượng ban đầu của bộ nguồn nhìn rất là tốt. Ok. Mình sẽ phải nhớ lại xem là cái rắc nào nó nằm ở đâu, một tí không cắm nhầm. Hoặc là lát nữa đắp vào thì mình sẽ phải xem lại video này. Đó. Rồi đây có 3 dây giống nhau này các bạn ơi. Cái dây nào vào đâu ta? Chết rồi. Tí cắm nhầm là sẽ bị nổ các bạn nhé. Vậy nên là mình không khuyến khích các bạn tháo cái thằng này ra. Đó, các bạn chờ mình chút để mình lấy cái dây mình đánh dấu lại. Mình thấy đáng lẽ ra là nhà sản xuất là hoàn toàn có thể làm cho thằng này nó gọn lại được mà, đúng không? Chết rồi. Đây, cái nào nó sẽ phải đó, đánh dấu vào như vậy các bạn ạ, không tí nó quên mất. Đấy, thì khả năng cái bộ nguồn này á, nó sẽ sử dụng không phải bộ nguồn này, mà là khả năng cái sensor hàn ấy, nó sẽ sử dụng loại sensor hàn 220V các bạn nhé. Nó giống như cái thằng TQ936 đấy, là mình đoán vậy, còn thực tế như nào thì chưa biết được. Đó, còn cái chạm khò ấy, thì chắc chắn là nó sẽ sử dụng là nguồn 220V rồi. Còn đây là về cái chạm hàn đấy, mình đoán là nó sẽ sử dụng hàn 220V. Bởi vì ở đây còn một cái nữa này, sao nhiều thêm biết nữa. Cái này phải đánh dấu lại các bạn nhé, không tí là cắm lộn một phát là chết, nổ đấy các bạn nhé. Đường 12V này cắm vào cái đường 220V là distributor các bạn ạ. Đây có cái màn hình 16:2 luôn, cái này đã chơi hẳn màn hình 16:2 luôn các bạn ạ. Đấy, hơi bị gì vào này nọ luôn. Đáng lẽ nếu như cái nguồn này, cái máy này mà nó sensor nó chạy cái nguồn 24V ấy, thì cái bộ nguồn nó phải rất là to này. Chứ bộ nguồn này chỉ đủ công suất, nhìn cái kích cỡ cái bộ nguồn, kích cỡ biến áp này chỉ đủ công suất này nuôi cho những cái thiết bị nhỏ này thôi, hai con dưa lè thôi. Đó. Ok, à đây lại có cái dấu hiệu này. Sản phẩm của mình có dấu hiệu là gì đây? Đó, có dây nối đấy các bạn này. Mình hơi bất ngờ là sản phẩm này sử dụng hẳn màn hình 16:2 luôn. Đó, cái con này là cái con gì ta? Xử lý chính này, cạo số rồi. Đó, đây là 7805 này. Ở đây nó có một con relay và một con chiac BTA 16 luôn các bạn này. Đấy, photo chiac này các bạn này, hand photo chiac. Đây, con này cũng là con chiac này, BT138 này. Tại sao là người ta lại không dùng hai con giống nhau ấy? Con con BT138 này hình như được triệu 8A, còn con BTA16 nó được 16A các bạn ạ. Thì hai cái con này các bạn đều có thể thay nó bằng con BTA16 được, hoặc là nếu cần công suất cao hơn các bạn có thể thay con beta có cái số nó cao hơn ấy.
Đó. Thì về sơ bộ như này. Bên trong nhìn cái hộp rất là to. Nhìn cái hộp rất to nhưng bên trong lại bé tí mà này. Cái chất lượng hoàn thiện, chất lượng gia công của nó mình đánh giá rất là cao con này. Đó, các bạn nhìn những cái đường nét này người ta làm rất là tốt, sắc sảo. Đấy, xử lý tốt. Như vậy hết rồi, chả có gì cả. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp lại nhé. Lắp lại và cho các bạn xem. Hy vọng là lắp lại nó sẽ không bị sao các bạn ạ. Thì công suất của con này có công suất là 860W. Ok, các bạn chờ mình chút để mình lắp lại nhé. Ô này các bạn ơi, cái con này nó có cái màn hình, có cái giao diện rất là dễ nhìn luôn các bạn nhé. Đây là chuyển đổi độ C với độ F này. Đấy, đây là về độ C nha, bấm phát là sang độ F này. Đó, rất là hay. Ok, mình sẽ để lên đây là 350 độ C. Ở bên hot 2 là Tây Hàn nhá. Hot 1 là nhiệt độ của Tây Khò. Đấy. Còn cái E này thì nó là gió. Mình sẽ cho khò lên khoảng 400 độ đi. Ok, để một lúc ở tự lưu lại. Thì bây giờ mình sẽ test đấy, có còi bíp luôn nhá các bạn nhá. À cái này thì nó có cái gọi là cái cảm biến từ. Khi nhấc ra thì bắt đầu hoạt động nhá. Cho vào thì nó sẽ nghỉ. Đây các bạn nhìn đây. Gió mà đang để 55% này. Còn nhìn thế thôi nhưng mà ngon phết các bạn ạ. Đó. Đây, nhấc ra một cái là tự động nó sẽ làm việc luôn này. Ai, nóng các bạn ạ. Đó, nhiệt độ đang lên nhá. Còn khi mà cho vào á thì đây, khi mà đủ nhiệt độ này, khi mà cho vào thì tự động cái quạt nó sẽ làm việc hết cỡ để nó làm nguội cái tay khò này nhanh nhất các bạn nhá. Đó, này, nhấc ra này. Đó. Đủ nhiệt độ sẽ có còi bíp. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành là test nhanh cái chức năng khò của nó thôi nhá. Để xem là nó có khỏe hay không. Đó. Còn cái chức năng hàn thì con nào nó cũng như con nào các bạn ạ. Rồi thì các bạn khò thì cần một chút mỡ bò các bạn nhá. Đây. Nhiệt độ ở đây mình để là 400 độ. Ok, nhấc ra cái là máy chạy các bạn nhá. Nóng rồi đấy. Rồi, mình sẽ tiến hành là cho cần vào cho các bạn xem. Kể ra cái dây khò mà nó to như thế này thì nó lại hơi khó thao tác các bạn ạ. Đấy. Rất nhanh cái này rất nhanh, nó lên được 400 độ các bạn nhé. Các bạn vừa nghe thấy tiếng bíp của nó ấy. Bình thường như những cái mỏ khò khác thì nó mất khoảng vài giây. Vài chục giây đây, rất là nhanh luôn, đã lên. Đó. Nó mất khoảng vài chục giây, bình thường cái con Godax 868D của mình mất khoảng 30 giây để lên được cái nhiệt độ 400 độ. Còn con này nó mất khoảng 5 giây rồi. Đấy, rất là nhanh đã lên rồi. Khi mà có một cái trạm khò hàn như này thì cái việc tháo sửa chữa của chúng ta nó đơn giản hơn rất là nhiều, những cái linh kiện dán ấy. Nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Tháo bằng nếu mà các bạn tháo bằng mỏ hàn thì rất có khả năng cái mạch của chúng ta nó sẽ bị bong lên. Nó sẽ bị bong lên luôn nhá. Đấy, rất là dễ dàng luôn. Mình đang để gió là 60% nên nghe chừng là hơi mạnh. Bình thường thì đối với con Godax 868 kia thì mình chỉ để khoảng, nếu như theo cái hệ quy chiếu là cái máy này thì mình chỉ để khoảng 20%. Đây là lần đầu tiên mình dùng cái máy này nên đâm ra là mình hơi chưa quen với lại cái
cái hệ quy chiếu của cái máy này. Chắc có lẽ phải dùng thêm một thời gian này. Đó, các bạn thấy chưa? Tháo ra rất là dễ dàng luôn. Đó. Rồi, khi mà đặt vào thì tự động nó sẽ ấy nhá. Nó sẽ thổi hết cỡ gió luôn. Thì nhiệt độ nó giảm về, và khi nó giảm về khoảng 80 độ là bắt đầu nó sẽ dừng. Đây, rất là nhanh, mình đã tháo được hết tất cả rồi các bạn. Đó. Ok. Rồi, thì liên kết mua con này mình sẽ để trên phòng mô tả video nhá. Anh em là mua có thể truy cập vào đường liên kết để mua. Đó, giá đang rẻ. Ok, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.